Hello, xin chào tất cả bà con em nha. Nay về được con máy thịt chốt ra, chạy điện một pha luôn, một pha gia đình 220V nha. Con này máy liền lạc luôn, đang bào tốc độ nha. Này hành trình được 150, rồi tắt đo này, cái dao làm đây nha. Pha nhấp thôi được rồi. Này để đo chiều cao luôn nha. Cao tới thân này là 1m55, lên tới trên là 1m9 nè. Đây là 1m tới sườn là 1m5 nha. Này mâm cặp đang 200. Phay 400 luôn nè. Mâm chia 400 nó có số luôn nha. Cái thập qua lại này, bàn qua lại để qua là 300 370, ngang đĩa là 4500 rồi. Này cái đĩa 400 luôn. Này xài hộp số đá nha, 4 tốc độ. Này liền lạc luôn. Này sườn rin luôn nha. Bàn khá đẹp luôn, chưa vệ sinh, chưa xịt nhớt rồi gì hết nha. Này, anh em về xài thôi. Này, vệ sinh lên thì sáng quắc nha, liền lạc luôn. Này, không biết hàng có Đài Loan hay gì đây. Mâm chia thì xin rồi, cái này cấp đồ vậy luôn nè. Giờ trái phải này, quay số nè, số chạy nha. Okay. Phải lùi qua lại. Này cốt lớn luôn, đang cốt lớn nè. Đang bào chốt 10 ly luôn. 10 ly, đang bào chốt 10 ly. Này cấp đồ số là tăng ở đây cái hộp số đá nha. Số đá đã lên đá xuống nha. Gạt số lớn nhất của tôi rồi. Lớn 80 luôn rồi, cũng tầm 2m nha. Tiền rang không khác nhau, hoạt động ok, bao dọn bao chài cho anh em nha. Anh em nào xem clip này được thì 520.000 rồi. Clip sau em sẽ up cho anh em xem nha. Đó rồi, nó chế nè. Cái này băng rất là đẹp. Chỉ là mất hầu nha, không có hầu nha. Còn anh em sang cho anh em nào nhìn là 80 nha. Anh em xem clip này thì có giỡn lên. Còn em sẽ dọn chài sẽ lên clip sau nha. Rồi em sẽ kết thúc video nha, xin chào tạm biệt nha.